Xin mến chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh của B Audio Sài Gòn. Chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay B giới thiệu quý vị một đôi loa đến từ nước Anh nha quý vị, được sản xuất tại Anh luôn. Và một thương hiệu mà khi B nói lên thì ai trong tất cả chúng ta đam mê audio cũng biết hết tất quý vị ạ. Và đây là dòng loa đến từ thương hiệu B&W nha quý vị. Một trong những cái thương hiệu không chỉ đứng đầu ở Anh mà gần như là cũng là đứng đầu thế giới, một trong những thương hiệu đúng không quý vị? Một đôi loa màu gỗ rất là đẹp luôn. Và trước khi đi quay cái model của dòng loa này thì đi giới thiệu cái bộ dây loa. Bộ dây loa là đến từ hãng Lipton. Bị bán 1 triệu mốt một bộ nha. Mỗi bên dài 2,5 m. Dây này là dây đồng mạ bạc nha quý vị. Trạm này bị trạm mỏ chim nè, thì nó có hai trạm mỏ chim, hai trạm bắp chuối và một mỏ chim một bắp chuối. 1,1 triệu một bộ nha quý vị. Còn ở đây là cái USB mình đã chép nhạc vào đây rồi. USB này với dung lượng 128 GB, mình bán 800.000 nha quý vị. Nhạc lossless chất lượng cao nha quý vị, 800.000. Và nhạc trong đây thì nhạc Việt. Bây giờ B xin phép tháo lưới để quý vị chiêm ngưỡng cái đôi loa này. Đôi loa này đây là cái model DM620 nha quý vị. Nó có DM610 này, DM630, DM640 nữa. Thì cái thiết kế nó cũng y chang và cái loa bass của nó cũng là 20 hết quý vị ạ. Bây giờ mình thảo đi quay cái tem lưới để chứ. Và model nào nó cũng được sản xuất tại Anh cả. Biển đất này quý vị, tem lưới rồi còn nguyên hết nha. Rồi đi tháo lưới ra, lưới khung nhựa cực kỳ chắc chắn luôn. Công suất của dòng này dao động từ 20 tới 150 W trên một thùng. Độ nhạy là 90 dB. Còn trở kháng là 8 ohm nha. Nó được bán ra thị trường vào năm 1991. Với cân nặng là 14,5 kg trên một loa nha quý vị. Nó có chiều cao là 75, chiều sâu 27 và chiều rộng là 24 nha. Đây, nó gồm có 3 loa. Một loa bass, một loa bass mid và một loa trep nha quý vị. Bass này bass với đường kính 20 nha. Cái đời mà DM640 nó cũng là bass 20, nó cũng y vậy luôn, nhưng mà bass 20 và nó nhiều hơn loa, cái số loa nó nhiều hơn nha quý vị. Và tất nhiên giá tiền nó cũng nhiều hơn rồi. Đây, nhìn nước nè. Đôi loa này cái thùng, cái tiếng loa đẹp lắm luôn quý vị. Gan cao su nha quý vị. Hai loa cũng đều là gan cao su hết. Và mức giá ngày hôm nay là Bi bán 7 triệu đồng nha. 7 triệu đồng. Trên cái phần trang trí này quý vị, cái phần trang trí này là cái phần cao su. Nó có phía trước này là nó cái màu bạc, nó có sơn, nó bị trầy đây nha quý vị. Đây, nó bị trầy đây nè. Đó. Nói chung là nè, cái phần đó thì trang trí nó không có ảnh hưởng gì về chất âm hết. Hai bên nó đều có bị chỗ đó hết nha quý vị. Còn lại tất cả đều đẹp hết quý vị ạ. Mức giá chỉ 7 triệu thôi. Trên này nó cũng là cái viền nè. Cái viền là bằng cao su chứ nó không phải là những cái viền kim loại giống như những cái dòng audio hoặc đê tông quý vị, thì nó bị ten đi. Nhưng mà cái này là cao su mềm nha quý vị chứ không phải là kim loại. Vòng này là nó không phải kim loại nha. Rất là mềm luôn. Loa rất là đẹp đó quý vị ạ. Gân này gân riêng của nó. Những cái dòng B&W thì toàn là gân cao su thôi quý vị. Rất ít khi nó dùng gân wood. Gân cao su thì nó vẫn có tuổi đời sử dụng thôi. Nó vẫn một thời kỳ nào đó nó sẽ mục. Nhưng mà cái thời hạn thời gian thì nó vẫn được lâu hơn dòng gân wood. Thùng vách liền lạc hết nha quý vị. Cái phần gỗ này là phần gỗ thịt, phần gỗ thật nó ép vào đó quý vị.
hai phòng đều văn gỗ hết nha. Cái văn gỗ này nó giống như cái kiểu cái đời cái dòng Infinity Cap 3 quý vị, rất là giống luôn. Cái series DM của nó là toàn bộ là made in England hết. Và nó cũng thiết kế theo dòng B-way này quý vị. Cái miếng đồng, hai miếng đồng hai bên đều còn nè, nối cầu trên với cầu dưới đang còn luôn nha. Model là DM 620 made in England nha quý vị. Ở đây là nó có khắc cái chữ biển đúp vào đây luôn, khắc cái chữ răng răng biển đúp vào đây giống như ở cái chữ biển đúp ở phía trước mặt đó quý vị, giống y chang vậy ha. Rồi đi quay qua cái loa bên đây quý vị nhìn nè, nó là đẹp luôn nha. Một tí là bị tiết nhạc luôn nha quý vị. Và quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và quý vị nhấn vào cái chuông để quý vị vừa ủng hộ Bi và vừa không phải bỏ lỡ những mà cái video mà Bi up lên nha. Rồi mức giá 7 triệu đồng nha quý vị. Hai cái màu văn gỗ đều trùng nhau hết. Rồi, Bi rất là cảm ơn và bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị hãy đến một bản nhạc. Phượng đỏ thắm sân trường, mùa chia tay giờ lại đến. Từng vạt nắng dần tuổi thơ, dường như có nỗi buồn vu vơ. Phượng rơi dài nỗi nhớ, dòng lâu bút trao rồi, lời thương ai làm sao nói. Thẹn thùng trao tay thầm mong ai đó hiểu lòng nhau, dù bao thương nhớ hãy hẹn mùa sau. Mùa hạ dài để nhớ nhau, có bóng ai trong giấc mộng những đêm sâu. Để trang sách chép đầy vần thơ, hồn mơ ngoài cửa lớp. Mùa thì đến nơi rồi, lòng con vương ngàn nỗi nhớ. Mơ mịt quá còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới khai trường. Bạn bè đây người đâu thấy, lời chưa nói biết tỏ cùng ai, để trang sách chép đầy vần thơ. Hồn mơ mơ ngoài cửa lớn, mùa thì đến nơi rồi, lòng còn vương ngàn nỗi nhớ. Mơ mịt quá nếu đời xa xôi, người đi có nhớ về trường xưa. Còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng rơi.